Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đến với video của giá xe Kia. Mình là Lệ, hiện tại mình đang công tác tại chi nhánh Kia Mazda Bình Triệu. Thì trong clip ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến quý vị mẫu xe Kia Morning bản tiêu chuẩn Bình Bình nha quý vị. Thì chiếc xe này có giá niêm yết thị trường là 329 triệu ạ. Nếu sau khi mình giảm thuế trước bạ 50% còn chương trình khuyến mãi nữa thì chiếc xe này đã lăn bánh trong thành phố Hồ Chí Minh, nó chỉ rơi vào khoảng là 364 triệu thôi ạ. Và đối với dòng xe này, nếu mà quý vị mua trả góp để chạy kinh doanh dịch vụ thì quý vị chỉ cần chuẩn bị trước giúp em là khoảng 100 triệu và mỗi tháng quý vị góp đâu đó là khoảng 5,2 triệu. Thì thủ tục mua hồ sơ trả góp đối với dòng xe này rất là đơn giản. Quý vị chỉ cần chuẩn bị giúp em là chứng minh nhân dân, hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn của hai vợ chồng. Còn nếu mà quý vị độc thân là giúp em giấy xác nhận độc thân. Còn quý vị mà kinh doanh tự do, buôn bán bất tạp hóa, buôn bán bất động sản hay là mình chạy Grab thì bên em vẫn hỗ trợ làm được. Thì muốn biết hồ sơ của mình làm được hay không á, thì quý vị cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0903 567 634 thì em sẽ báo chính xác về cái thủ tục hồ sơ của quý vị nó có làm được hay không và chương trình ưu đãi khuyến mãi cụ thể như thế nào. Vì giá em báo hiện tại đang là giá tạm tính, thì nếu quý vị muốn biết chính xác và giá lăn bánh cuối cùng như thế nào thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em nhé. Thì đối với dòng xe này thì nó hơi thiên về chạy dịch vụ một xíu, nên là về trang bị trên xe nó cũng không có quá là nhiều. Mâm của xe thì vẫn là mâm thép nha quý vị, và hai phanh trước thì sử dụng phanh đĩa, ở sau là tang trống. Đèn của xe thì là đèn halogen projector, em xin lỗi là halogen chặn tiêu chuẩn phản xạ đa chiều ạ. Phía dưới thì còn trang bị cho quý vị là đèn sương mù. Động cơ của xe là 1.25 lít, công suất của nó là khoảng 86 mã lực nha quý vị. Ghế của xe thì được bọc da, đây quý vị xem nha, nó được bọc da hết, rất là sang trọng. Một số hãng xe khác thì nó chỉ là nỉ hoặc là simili thôi, còn con này là da. Đây là dòng xe số tự động, xe hơi 5 chỗ rẻ nhất nha quý vị. Nó gọi là rẻ nhất Việt Nam luôn rồi ạ. Không có dòng xe nào mà số tự động mà 5 chỗ mà rẻ hơn dòng xe này đâu ạ. Nhưng mà tay nắm cửa của nó là vẫn là mài chrome rất là sang trọng nha quý vị. Nội thất thì được bọc da hết như quý vị đã biết ha. Sàn thì được lót sàn simili cho quý vị nha. Vệ sinh rất là sạch sẽ luôn. Nó trang bị cho quý vị rất là nhiều. Đó là phần đuôi xe ha. Cũng được thiết kế cũng khá là đẹp ạ. Em cao trên 1m7 nhưng mà ngồi cũng rất là thoải mái luôn nha quý vị. Cao trên 1m7 ngồi rất là thoải mái. Ở phía hàng ghế phía trước thì em kéo maximum về phía sau luôn rồi. Nhưng mà em ngồi cũng rất là thoải mái. Cái độ ngã của xe thì cái độ ngã của ghế thì nó phù hợp với tư thế của mình luôn. Hàng ghế thứ hai thì mình có thể gập được xuống luôn ạ. Đây là cái khoảng không gian của kho hành lý, rất là rộng luôn nha quý vị. Hàng ghế này thì mình có thể gập xuống khi mà mình chở hàng cồng kềnh á, mình có thể gập xuống được luôn à. Rất là tiện lợi ạ. Hộp số tự động của xe là 4 cấp. Con này thì rất là tiết kiệm nhiên liệu thôi, vì động cơ nó chỉ có 1.2 thôi. Nếu mà quý vị chạy trên đường mà hỗn hợp á thì nó rơi vào khoảng là 5,6 lít. Còn chạy đường thành phố á thì nó khoảng là 7,3 lít, còn chạy đường trường thì khoảng 5,1 lít thôi ạ. Rất là tiện lợi luôn à. Mình có thể mua xe về cho vợ tập lái hay là đưa đón con đi học rồi, nó rất là tiện lợi nha quý vị. Vì cái số tiền quý vị bỏ ra nó rất là ít. Nếu quý vị chạy xe, quý vị chạy dịch vụ đi, mình mua xe dòng xe cao cấp hơn đi, chẳng hạn như City hay là Vios, thì mình chạy Grab thì vẫn là chạy 5 chỗ thôi. Nó vẫn trả cho tiền cho mình 5 chỗ. Đều được cái thì nó sẽ rộng rãi hơn, thì quý vị có thể đi tỉnh đâu được. Còn con này đi tỉnh vẫn được, nhưng mà mình đi ở cái lượng người tầm khoảng ở phía sau mình chở hai người với là người trước khoảng 3 người thôi. Nếu mà đi đầy đủ tải thì chạy nó hơi cực một xíu, nhưng mà vẫn ok nha quý vị. Vì động cơ của nó thì nó đang công suất nó vẫn hơn so với lại là Mitsu Attrail thì hiện tại nó chỉ có 1.2 thôi. Và công suất của nó thì nó chỉ có 78 mã lực, nó còn thua cả Morning bên em nữa. Mà động cơ nó chỉ có 3 máy thôi. Thì nó đi được thì con này chắc chắn là phải đi ok hoặc tốt hơn nó nữa.
Rồi, ok, cảm ơn quý vị đã theo dõi video của em. Nếu thấy video của em hay, hãy like và subscribe kênh giúp em nhé. Còn nếu quý vị không có rõ ràng, không rõ gì về xe hoặc là về thủ tục hoặc là chương trình khuyến mãi thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0903 567 634 hoặc kết nối Zalo, Facebook với em nhé. Chị đáp hết mọi thắc mắc của quý vị ạ. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ.